Các bạn đang nghe truyện sông băng tận thế ta trữ hàng chục tỷ vật tư trên kênh TV Audio CV. Chương 1070, tạo cơ hội. Vũ Thập Phương nghiến răng, quát một tiếng, cầm hai cây trùy nặng tiếp tục xông lên, hai cây trùy lôi cổ úng từ trên không trung rơi xuống, với khí thế như sấm sét đánh vào đầu đai cu giang dinh. Lần này, đai cu giang dinh tách hai chân trên mặt đất, giống như hai cây cột trụ sâu vào mặt đất. Đây là tư thế kinh điển nhất trong môn đô vật sumo, có thể chống đỡ mặt đất, bất động như núi. Cây trùy nặng nề giáng xuống, mà lần này đai cu giang dinh lại vung tinh đình thiết trong tay lên. Trang! Tiếng kim loại va vào nhau khiến người nghe chói tai. Đai cu giang dinh chỉ khẽ chạm nhẹ, đã khiến vũ thập phương bị đánh bay ra ngoài hơn chục mét, vũ thập phương chỉ cảm thấy sống lưng tê dại, đau nhức dữ dội. cúi đầu nhìn xuống, hắn mới phát hiện ra hai tay không ngừng run rẩy máu tươi chảy đầm đìa, chênh lệch sức mạnh lại lớn đến vậy sao, vũ thập phương kinh hãi kể từ khi tận thế nổ ra hắn tung hoành ngang dọc ở thành phố giang ninh chủ yếu đều dựa vào sức mạnh để trở nên tôn quý vẫn là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh của mình bị nghiền nát không thương tiếc nhưng may mắn thay hắn không đơn độc ngay khi hắn chịu đựng cuộc tấn công chính diện đồng đội của hắn cũng có phản ứng một con cua đen từ trên không xuất hiện trên lưng đai cu giang dinh đôi mắt cua long lanh ánh đỏ kỳ lạ ngày càng gấp gáp Mãi đến khi Đai Cu Giang Dinh phản ứng lại, một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng hắn, thành công rồi, khóe miệng mặt trung ninh nở một nụ cười vui mừng. Hồn thú của hắn là năng lực điêu khắc, ngoài điều tra ra, còn có cả hồn thú có thể tự bạo, còn đòn tấn công vừa rồi chính là kết hợp với năng lực của lệ nguy hải bên cạnh. Lệ nguy hải, giống như trương dịch, là một dị nhân hệ không gian cực kỳ hiếm có. Chỉ là năng lực của hắn khác với trương dịch. Năng lực của trương dịch là thu nhận còn năng lực của hắn là di chuyển. Trong không gian, hắn có thể điều động một lượng vật thể nhất định, thậm chí là con người, đòn tấn công vừa rồi chính là hắn lợi dụng năng lực của mình, đưa hồn thú tự bạo của mặt trung ninh lên người đai cu giang dinh, rồi phát động kỹ năng kết hợp. Sau cơn khói bụi từ vụ nổ, sắc mặt của đai cu giang dinh vô cùng khó coi. Đặng sau lưng của hắn là một mảng đen xì, toàn bộ phần lưng áo đã bị thiêu rụi. Mạc Trọng Ninh chứng kiến cảnh này, khóe môi không khỏi nhếch lên. Xem ra, hắn cũng chẳng đáng sợ như mình nghĩ. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Yoshimitsu Sakuraba chứng kiến cảnh này chỉ biết bất lực vỗ tráng. Xong đám này rồi. Bọn họ không biết rằng bộ đồ vét này là thứ mà Daiku thích nhất cả. Akira Kurosa, division gật đầu. Với thân hình của hắn, muốn tìm được bộ vét vừa người quả thật là khó. Bộ này còn là do hắn đặc biệt đặt riêng thợ may may cho hắn cơ mà. Yoshimitsu Sakuraba lại ôm mực nói một cách nghiêm túc. Nhưng mà, đám sông tới lần này, đúng là mạnh hơn lần trước một bậc. Đai cu Giang Diên ngẩng cao đầu, đôi mắt lóe lên hung quang, như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, hắn ta xé bật bộ quần áo rách nát, để lộ thân hình vạm vỡ. Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, mà là kiểu béo nhưng săn chắc, bụng bia to tướng. Những ai thực sự am hiểu võ thuật đều biết rằng, vóc dáng như này mới là lý tưởng nhất để đánh nhau. Đai cu Giang Diên nhìn những mảnh vải trong tay, lạnh lùng nhìn về phía vũ thập phương và những người khác nói, bọn khốn nạn các ngươi lại còn làm hỏng bộ vết cuối cùng của ta nữa chứ ta sẽ xé xác các ngươi lưng hắn ta bị cháy đen một mảng nhưng lại không hề có vết thương nào con hồn thú tự bạo của mạc trọng ninh thậm chí còn không khiến hắn ta cảm thấy đau đớn bao nhiêu là một yoko Runa, thứ hắn ta khao khát nhất chính là thể chất cường tráng to lớn và sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ và sau khi trở thành dị nhân hắn ta đã đạt được tất cả những điều này mạc trọng ninh nuốt nước bọt con hồn thú tự bạo của ta mà lại không thể đánh xuyên thủng phòng ngự của hắn ta ư, sức mạnh của con hồn thú tự bạo của hắn không hề thua kém thuốc nổ TNT. Vũ Thập Phương nhận ra sự tức giận của Đai Cu Giang Dinh, liền nói với đồng đội, tấn công có hiệu quả, chúng ta tiếp tục, hắn ta muốn tái hiện lại thành quả của đợt tấn công đầu tiên. Mặc dù hai bàn tay đã nhúng đầy máu tươi, hắn ta vẫn nắm chặt hai cây chù y, lao về phía Đai Cu Giang Dinh. Trong khi đó, phân thân của hắn ta cũng dương cung lắp tên, một mũi tên phá không lại rít lên lao về phía đai cu giang dinh mạc trọng ninh và lệ nguy hải không cần phải bàn nhiều lại tiếp tục phối hợp với nhau chỉ chờ thời điểm đai cu giang dinh bị vũ thập phương khống chế mất tập trung là đặt con hồn thú tự bạo lên người hắn ta cho dù hiệu quả ban đầu chỉ có hạn nhưng họ đông người có thể liên tục thử nghiệm như vậy nhất định sẽ tìm ra được điểm yếu của đai cu giang dinh nhưng lần này họ đã tính sai Dai Ku Giang không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, hắn ta giơ hai tay lên, cầm tinh đình thiết, chủ động tấn công. Yoko Runa cao hơn 2 mét, vung tinh đình thiết dài hơn 3 mét, chém thẳng vào đầu Vũ Thập Phương, tốc độ phản ứng của Vũ Thập Phương cũng không chậm, hai tay giơ trùy lên đỡ trước người. Ken Khoảnh khắc vũ khí giao nhau, Vũ Thập Phương chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình như bị một chiếc xe tải nặng hàng chục tấn đâm thẳng vào, hai tay hắn ta lập tức tê liệt, cây trùy trong tay bị đánh bay đi, vũ thập phương ở bờ vực sinh tử nên tốc độ phản ứng rất nhanh nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất tránh được tinh đình thiết rơi xuống mặt đất bị đạn cháy đốt thành đất đen sau một cú đánh đã vỡ vụn ra một lượng lớn đất đá và sỏi bắn tung lên trời rơi xuống như thác nước hoàn toàn không cùng đẳng cấp vũ thập phương toàn thân lạnh toát chỉ mới giao thủ hai hiệp trong đó lần đầu đối phương còn chưa ra đòn thật thế mà hai tay hắn ta đã gần như phế đi nếu tiếp tục đánh hắn ta chắc chắn sẽ chết nhưng vẫn còn hy vọng cho hắn, đó là những người đồng đội của mình. Mũi tên của phân thân phá đất lao về phía đai cu Giang Diên. Mặt Trọng Ninh và Lị Nguy Hải cũng không bỏ phí cơ hội trong chớp mắt mà Vũ Thập Phương đã tạo ra, họ đã đặt một con hồn thú tự bạo lên đầu đai cu Giang Diên. Con cu cố chết bám trên đầu hắn rồi tự nổ tung, đai cu Giang Diên mặt lạnh tanh, tay phải giơ tinh đình thiết một cách tùy ý chặn đứng mũi tên đang lao tới. Tiếp đến, một tay khác từ phía trên đầu chụp lấy con hồn thú tự bạo kéo xuống, sau đó để vào giữa lòng bàn tay trái sần sùi rồi ra sức bóp mạnh, bùng, con hồn thú tự bạo nổ tung. Nhưng không hoàn toàn. Vụ nổ có sức công phá tương đương với thuốc nổ TNT, lúc này lại vô dụng như một tiếng xì hơi, phát ra tiếng ầm ỉ khàn khàn. Cuối cùng, lòng bàn tay của Đai Cu Giang Dinh chỉ bốc lên một làn khói đen nhạt. Gương mặt hắn không lộ ra vẻ đau đớn nào, rất ung dung xòe bàn tay ra, lòng bàn tay thịt dày của hắn nguyên vẹn không chút tổn hại đai cu giang dinh cười khẩy cố ý xòe rộng bàn tay ra trước mắt mặt trọng ninh đây là bản lĩnh của các ngươi sao quá yếu với năng lực như thế thì cũng dám rượt đuổi chúng ta chẳng phải đang chút lấy cái chết sao sức mạnh và khả năng phòng ngự khủng khiếp ấy khiến ba người há hốc mồm kinh ngạc chênh lệch quá lớn về trình độ thực lực làm sao họ đánh lại nhưng vào lúc này mặt đất dưới chân đai cu giang dinh bỗng nứt toát thân hình khổng lồ của hắn cũng mất đà rơi xuống. Trong lớp đất, một con quái vật xám khổng lồ lộ diện. Đó là một con chuột chuỗi cực lớn dài hơn 2 mét với đôi mắt đỏ máu, giả hạt đình, người sở hữu năng lực hệ nhân thú tại Hoa Châu với mật danh, địa hành tiên. Kể cả khi ngươi có sức mạnh to lớn đến đâu thì cũng không thể thi triển nếu không có điểm tựa đúng không? Giả hạt đình tức tiến trong hình dạng một con chuột đất, âm thanh chói tai và kỳ cục. Hắn nhân lúc đai cu gian dinh lúng sâu xuống đất, dùng cặp vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào người hắn. Mục tiêu mà hắn nhắm đến là nơi yếu ớt nhất trên người hắn, hậu môn. Kể cả là một người đàn ông lực lưỡng, hậu môn của họ vẫn luôn mỏng manh, trưởng khoa hậu môn tại Đại Thảo Nguyên Châu Phi. Nếu phải chịu đựng một cuộc phẫu thuật hậu môn như vậy, chẳng ai có thể chịu đựng được. Mặc dù thủ đoạn móc hậu môn này bị xã hội lên án nhưng trong cuộc chiến sinh tử, mọi cách thức đánh bại được đối thủ đều là tốt nhất. Đây là lần đầu tiên Daiku Giang Jin cảm thấy luồng hơi nguy hiểm, hoa cúc bỗng co thắt. Chết đi! Con chuồng đất khổng lồ phát ra tiếng kêu chói tai, móng vuốt sắc như dao găm đâm thẳng vào hoa cúc của đai cu Giang Dinh. Trong lúc nhóm đồng đội chiến đấu ở phía trước, thì Gia Hạc Đình đang chờ đợi thời cơ tuyệt vời như thế này. Ngay cả những người có mặt tại trung tâm chỉ huy tác chiến cũng không kìm được mà ngóng cổ, mong chờ Gia Hạc Đình có thể ra đòn hạ gục đối phương. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong hố sụt phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, rốt cuộc Đai Cu Giang Dinh cũng đã sử dụng năng lực của mình, sinh vật thần thoại cấp bậc triều hổ luồng khí nóng phun ra từ tứ chi của hắn ta ngay lập tức đánh bay con chuồng đất khổng lồ do gia hạt đình biến thân một luồng khí nóng bốc lên từ hố sụt xuống khiến những người bên ngoài như vũ thập phương cảm thấy như đang bị ngọn lửa thiêu đốt một bóng hình nâu khổng lồ vụt lên không trung sau đó hung hăng rơi xuống mặt đất lúc này đai cu giang Jin đã hóa thân thành triều hổ tay cầm thanh tinh đình thiết khổng lồ nhe nanh về phía vũ thập phương và những người khác lần này hắn ta thực sự tức giận rồi, không ai có thể bình tĩnh sau khi suýt bị móc cút hoa cả. Bên dưới mặt đất, Gia Hạc Đình không ngừng hành động, hắn ta điên cuồng đào bới mặt đất. Hi hi! Ta ở dưới đất, ngươi có thể làm gì được ta? Chỉ cần cho ta một cơ hội thích hợp, nhất định ta sẽ moi ruột ngươi ra, đôi mắt của Đai Cu Giang Dinh nhìn chầm chầm xuống mặt đất, khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta nhấc chân phải lên, sau đó giẫm mạnh xuống, ầm ầm. Lấy chân phải làm tâm, mặt đất nứt vỡ như thủy tinh, lớp đất sâu dưới lòng đất bắt đầu vỡ ra, toàn bộ đất đai đều không còn nguyên vẹn. Còn giả hạt đình ở độ sâu dưới đất hàng chục mét chỉ thấy đất đai trở nên cứng rắn, hàng ngàn tấn đất đá ép xuống người mình. À, giả hạt đình kêu lên một tiếng thảm thương. Phục, một tiếng máu tươi trong miệng phun ra, ngũ tạng lục phủ dường như đều bị bóp lại thành một cục. Ngay tại vị trí dưới lòng đất hàng chục mét giả hạt đình đã mất khả năng hành động. Mặc dù tạm thời chưa chết, nhưng trạng thái biến hình, hắn ta không thể duy trì trong thời gian dài. Nếu không có ai đến cứu, giả hạt đình sẽ chết vì trọng thương và thiếu oxy. Thật may là lúc này, giả hạt đình không quên rằng những người ở tổng bộ đang theo dõi nơi này. Hắn ta đã dùng chút sức lực cuối cùng gửi tín hiệu cầu cứu đến trung tâm chỉ huy tác chiến. Tổng bộ, cần hỗ trợ người phụ trách thông tin này sau khi nhận được tin nhắn, lập tức báo cáo cho Chu Chính. Chu Chính nghe tin cao mày, nhưng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Vì cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thu thập thêm nhiều tin tức hữu ích. Họ phải đảm bảo tiểu đội thiên thần cử người ra tay có thể giải quyết được Đai Cu Giang Dinh. Hơn nữa sau lưng hắn ta còn có hai thành viên của thực nguyệt từ đầu đến cuối vẫn chưa ra tay. Đồ Vân Liệt không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng. Nhiệm vụ ở đây có độ khó hoàn thành hơi cao, phải cử đủ đội viên có năng lực thì mới giải quyết được, có nên cử Liêu Hồng Lôi đến không? Liêu Hồng Lôi là phó đội trưởng đội thiên thần, chỉ với sức mạnh sau đặng thần thông. Trong đó khả năng của Liêu Hồng Lôi cũng khá phù hợp để đối phó với Đai Ku Giang Chu Chính từ tốn và kiên quyết lắc đầu. Đợi đã. Còn hai người chưa xuất thủ. Hắn chú ý đến sự hiện diện của Akira Kurosa, Eddie Vision và Yoshimitsu Sakuraba khả năng của hai gã này chính là phối hợp với daiku Yang Jin để phát huy tác dụng nếu liêu hồng lôi đối đầu với họ thì sẽ không chiếm ưu thế về mặt năng lực chu chính khoanh tay chống trầm ánh mắt lạnh lùng nhìn sang một chiến trường khác không thể dễ dàng sử dụng tiểu đội thiên thần phải đảm bảo thu thập đủ thông tin chiến trường phía bắc trận chiến đang diễn ra đồng thời đây là tiểu đội của trắc phi vũ và đối thủ là kamiya Waido và akutu shinichiro Kamiya và Akutu không hề thích thú với Daiku như vậy với một chọi nhiều. Họ là những kẻ xấu thực sự thích thú với việc hành hạ đối thủ. Chỉ cần có thể chiến thắng, họ sẽ sử dụng mọi cách. Vì vậy khi họ xuất hiện trên chiến trường, trận chiến đã bắt đầu, Kamiya Oido, kẻ có khả năng hệ thú nhân, số hiệu năng lực là, đại xà. Hắn ta xông ra khỏi sương mù, cơ thể giữa không trung đã vạn vẹo biến dạng, đầu biến thành đầu rắn trắng dẹt, tay chân cũng dần thoái hóa, vẫy trắng phủ kín toàn thân, cuối cùng, hắn biến thành một đại xà dài tới 15 mét, đại xà gầm lên lao về phía năm người, miệng đầy răng mở ra, bên trong là một lớp răng cưa dày đặc, nhìn thấy người ta trùng mình. Chỉ cần bị cắn, nếu không bị xé xác, tuyệt đối không thể thoát khỏi miệng nó. Áp lực thị giác này đã khiến đội Trắc Phi Vũ cảm thấy vô cùng rắc rối. Năm người nhanh chóng tản ra, tránh bị đại xà nghiền chết đại xà trắng đi qua, để lại một rảnh sâu kinh hoàng, trắc phi vũ bình tĩnh không loạn, lạnh lùng lấy ba lô chiến thuật của mình, sau đó nhẹ nhàng quăng ra, ba lô được quăng ra hàng chục khẩu súng trường màu đen, mỗi nòng súng đều được trang bị lưỡi lê sáng quắc màu xanh lam. Hạ Linh Linh, trắc phi vũ hét lớn với Hạ Linh Linh. Hạ Linh Linh nhíu mày, ta biết rồi, cô ấy vừa mới dừng lại trên mặt đất thì chân phải đột ngột đạp xuống đất, lao về phía đại xà kia mà quay lại. Trong cô ấy không giống một cô gái yếu đuối, chỉ không ngờ rằng sức mạnh mà cô ấy đột ngột bùng nổ lại mạnh mẽ đến vậy. Đứng trước đại xà khổng lồ, cô nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của nó từ trên không trung, sau đó nhảy đến đuôi đại xà. Cô ôm đuôi đại xà bằng cả hai tay, hét lên một tiếng, "Á!" Sau đó, cô thực sự nhấc một vật nặng 15 mét lên, xoay vài vòng tại chỗ rồi ném ra xa, trắc Phi Vũ giơ hai tay lên, 36 khẩu súng trường xếp thành một hàng trước người sau đó nhanh như chớp đâm về phía đại xà đây đều là vũ khí đặc chế trên đó được tẩm chất độc nguy hiểm nhất chỉ cần rạch nhẹ da là có thể khiến một người trưởng thành tử vong ngay lập tức đại xà nhìn thấy những cây phi tiêu này trong mắt lóe lên vẻ dẻo cật loại vũ khí vụn về này thậm chí không thể xuyên thủng lớp vảy cứng của nó tuy nhiên hắn ta hơi bất ngờ trước sức mạnh khủng khiếp của cô gái nhỏ kia đại xà sau khi tiếp đất đuôi nhanh chóng quăng ra giữa không trung, giống như một chiếc roi dài quét ngang những cây phi tiêu đó. Nhưng, các phi vũ luôn tập trung theo dõi hắn ta. Khi đuôi đại xà đâm ra, hắn chỉ nhẹ nhàng vòng tay trong không trung, những cây phi tiêu đó đã vòng một vòng giữa không trung, tránh được cú đánh của đại xà. Niệm lực Thú vị, trong miệng đại xà phát ra âm thanh trầm đục. Mà 36 lưỡi thương đã chỉ vào đầu nó, bùng. Bùng. Bùng 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 tiếng súng liên hồi vang lên những viên đạn dày đặt bắn vào người đại xà không đau không ngứa đại xà chế nhạo nói trác phi vũ nhíu mày viên đạn sử dụng là khởi nguyên đạn do tổng bộ cấp phát nó có tác dụng rất tốt đối với dị nhân nhưng lớp ngoài cùng của đại xà là vậy thứ này không chịu ảnh hưởng của khởi nguyên đạn nhưng ngay khi đại xà đắc ý đồng tử của nó bất ngờ cảm thấy một cơn gió mạnh ập tới. Vút, một viên đạn xuyên giáp cỡ lớn bắn vào nhãn cầu của nó. Mặc dù mắt có một lớp màn bảo vệ dày, nhưng mắt của đại xà vẫn hoa mắt cả lên. "Là ai?" Đại xà tức giận nhìn về hướng viên đạn bay tới, cực lực nhìn xa, mới nhìn thấy ở hướng xa xa, một tay súng bắn tỉa xảo quyệt đang dùng súng bắn tỉa nhắm vào hắn. Tất nhiên súng bắn tỉa thông thường không thể làm tổn hại đến rắn nhưng khả năng của lính già chính dương có thể cường hóa vũ khí, giúp phát huy uy lực mạnh mẽ hơn, đúng như tên gọi năng lực của hắn là vũ khí đại sư. Tận dụng lúc đại xà bên này đang chiến đấu hăng say, ẩn mình trong sương mù, Akutu Shinichiro nắm lấy thời cơ, nhắm ngay vào nguyên hạo là người yếu đuối nhất trong số những người nhìn qua. Hắn ta cầm gậy bóng chày kim loại, khóe miệng nở nụ cười điên cuồng, vung gậy bóng chày đánh thẳng vào đầu nguyên hạo. Khi nguyên hạo phát hiện Akutu tiến công, Khu mặt nhỏ bé tái nhợt, ôm ngực thép lớn, linh linh. Ngay sau đó, hạ linh linh, người trước đó vẫn đang chiến đấu với đại xà, xuất hiện trước mặt nguyên hạo với một tốc độ kỳ lạ. Bùm! Gậy bóng chày kim loại của Akutu đập vào tay cô, phát ra tiếng va chạm trầm đục. Akutu hơi ngạc nhiên, lực đánh của cây gậy này lớn như thế nào, hắn rất rõ ràng. Nhưng, vẫn không thể đập nát tay và cơ thể người phụ nữ này, hạ linh linh trừng mắt nhìn hắn trong mắt tràn đầy sát khí vô tận. Ngươi dám ra tay với lão công của ta, ngươi muốn chết hả, chỉ bằng sức mạnh thể chất, Hạ Linh Linh đã chặn được cậy bóng chày kim loại của Akutu Shinichiro. Điều này khiến chính Akutu cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Mặc dù là dị nhân hệ cường hóa, nhưng những người có thể chiến đấu toàn bằng sức mạnh thể chất như thế này cũng không nhiều, ít nhất cũng sẽ sử dụng vũ khí. Tiểu nha đầu kiêu ngạo này, Akutu, hắc hắc, cười, sức mạnh trên tay bắt đầu tăng lên, Gậy bóng chạy bóng chày kim loại không có phương pháp nào cả chỉ có một đòn đập loạn dữ dội là một thành viên của thế giới ngầm khi đánh nhau chỉ dựa vào hai thứ đó là kinh nghiệm và khí thế mặc dù chỉ là những kẻ đánh nhau trên đường phố nhưng không có chiêu thức nào là hắn ta không biết chính vì vậy khi thực chiến hắn ta cũng là chuyên gia hạ linh linh hừ lạnh một tiếng nhẹ nhàng nhảy lên mặt đất bước chân như bướm vô cùng tinh tế tốc độ ra đòn của cô cũng nhanh vô cùng bùng 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 gậy bóng chày kim loại và nắm đấm liên tục va chạm nhau. Khuôn mặt của Hạ Linh Linh không có chút biểu hiện đau đớn nào, ngược lại càng đánh càng phấn khích. Ngược lại, Akutu lại cảm thấy một lực phản chấn cực lớn từ cây gậy bóng chày kim loại, khiến hắn ta kinh hãi. Này, đây thực sự là sức mạnh mà con người có thể sở hữu sao, sức mạnh mà thân thể Hạ Linh Linh bộc phát ra quả thực quá kinh khủng. Mặc dù là dị nhân hệ cường hóa, nhưng điều này cũng rất không hợp lý. Phải biết rằng, Đai Ku Giang Diên sở dĩ rất lợi hại, là vì bản thân hắn ta chính là một đô vật hạng nặng đỉnh cao trong thế giới sumo, cô gái trước mắt, nhìn qua thì thân hình không hề cao lớn, vậy sức mạnh của cô ấy đến từ đâu, rất nhanh, Akutu đã phát hiện ra vấn đề. Khi Hạ Linh Linh chiến đấu, bạn trai nguyên hạo của cô ấy luôn đứng sau lưng cô ấy, cổ vũ cô ấy một cách nhiệt tình. Hắn ta hai tay làm thành hình loa đặt bên miệng, cố gắng hét lớn, cố lên, cố lên, Linh Linh. Ngươi là tuyệt nhất. Akutu chợt hiểu ra trong lòng. Nguyên hạo không nghi ngờ gì nữa, chính là dị nhân kiểu hỗ trợ. Hắn ta cổ vũ ở phía sau, giúp Hạ Linh Linh tăng sức mạnh. Giấc hỗ trợ trước, Akutu muốn vượt qua Hạ Linh Linh để tấn công Nguyên hạo phía sau cô ấy trước. Nhưng mà Hạ Linh Linh vẫn đang nhìn chằm chằm hắn ta, đương nhiên sẽ không cho hắn ta cơ hội như vậy. Ngươi đừng hòng. Ai dám động vào lão công của ta thì sẽ phải chết, đôi mắt của hạ linh linh bùng lên một tia sáng đỏ kỳ lạ nhanh như chấp chặn ngang đường của akutu tốc độ nhanh đến nỗi akutu căn bản là không thể đột phá xí thật là một người phụ nữ phiền phức akutu ghét bỏ nói được thôi vậy thì tỷ ngươi đi trước vậy chiến trường phía tây và phía bắc đã trở nên vô cùng hỗn loạn và khu vực đông nam nơi trương dịch đang ở thì lại rất yên tĩnh khiến mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra trương dịch nghe được báo cáo chiến đấu ở bên kia trong lòng dâng lên một cảm giác nghi ngờ tại sao người của thực nguyệt lại không đến hay là có âm mưu lớn gì tại trung tâm chỉ huy tác chiến chu chính cũng đang nhíu mày tại sao hướng của trương dịch lại không có ai xuất hiện có vấn đề về trương dịch hay là về phía thực nguyệt đồ vân liệt quay đầu nhìn chu chính chu soái cách đánh của trương dịch họ như vậy không có lợi cho kế hoạch của chúng ta hãy ra lệnh cho họ tiến vào bên trong quảng trường giang ninh đi chu chính suy nghĩ một hồi rồi gật đầu hắn ta chuyển sang kênh liên lạc của trương dịch hạ lệnh trương dịch các ngươi hãy tiếp tục tiến lên hướng của các ngươi hành động của địch rất kỳ lạ bây giờ các ngươi hãy tiến về trung tâm quảng trường giang ninh tìm kiếm tình báo trương dịch nhàn nhạt đáp lại nhận được kết thúc liên lạc hắn nhìn sâu vào quảng trường giang ninh nơi bị bao phủ bởi sương mù mọi thứ đều không thể nhìn rõ nếu tiến lên phía trước thì có khả năng sẽ chạm trán với lực lượng lớn của thực nguyệt. Dù sao thì hiện tại thực nguyệt còn 8 thành viên chưa xuất hiện. Ngay cả với thực lực của trương dịch cũng không thích phiêu lưu mạo hiểm. Nhìn thấy biểu hiện khác thường của trương dịch, lương duyệt không khỏi hỏi, sao thế? Tổng bộ kia đã hạ lệnh gì? Trương dịch nói, họ nói rằng kẻ địch ở đây có hành động kỳ lạ, chúng ta hãy điều tra sâu hơn. Lương Việt cũng nhíu mày, điều tra sâu hơn sao? như vậy thì rủi ro cũng sẽ lớn hơn cô nhìn trương dịch ngươi định làm gì trương dịch cười có thể làm gì được tổng bộ đã hạ lệnh như vậy thì chúng ta cứ làm theo thôi lương Việt hơi bất ngờ trương dịch không giống như người nghe lời như vậy nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười đầy thâm ý trên khóe miệng trương dịch cô đột nhiên nhận ra rằng chuyện này không đơn giản như vậy quả nhiên trương dịch dẫn họ rời khỏi tòa nhà này sau đó tìm thấy trần tiêu tiêu và bành lị đang giám sát ở tầng dưới trương dịch nói với họ không gặp kẻ địch ở đây tổng bộ bảo chúng ta tiếp tục tiến lên trần tiêu tiêu và bành lị nhìn nhau cả hai đều nghĩ đúng là như vậy một mực ngồi ở đây đợi kẻ địch đến đâu phải đến đây để thực hiện nhiệm vụ vây bắt ừ chúng ta cũng nên hành động thôi hai người phụ nữ gật đầu trương dịch dẫn đầu đi về phía bên trong quảng trường giang ninh tiến lên được hơn trăm mét trương dịch dừng lại hắn ta chỉ vào một tòa nhà phía trước nói ở đây có thể nhìn rõ hơn Chúng ta hãy phòng thủ ở đây, trần tiêu tiêu và bành lị trợn tròn mắt, người đều ngớ người. Cái gì? Ngay tại đây, tổng bộ không phải bảo chúng ta vào quảng trường gian ninh điều tra sao, chỉ có lương duyệt là nhịn không được mà che miệng cười trộn. Phong cách hành sự của trương dịch, cô biết quá rõ. Mong hắn ta ngoan ngoãn nghe lời thì quả thực là si tâm tưởng. Trương dịch chính nghĩa nghiêm từ nói, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, chúng ta phải hành động cẩn thận. Vì vậy, ta quyết định quan sát kỹ ở đây trước rồi hãy hành động hắn ta chỉ hứa với chu chính là sẽ tiến lên nhưng không nói là sẽ tiến bao xa thật sự để hắn ta dẫn đội xông vào trung tâm quảng trường giang ninh liều mạng với lực lượng lớn của thực nguyệt sao hắn không ngu đối phương rất có thể sở hữu dị nhân gần đến cấp độ epsilon trương dịch sẽ không tự phụ cho rằng mình có thể bảo vệ mạng sống của tất cả mọi người dù sao thì dị nhân ở ngoại thành của họ cũng không phải là lực lượng chính chỉ là để lấy một ít vật dụ địch mà thôi, chơi cả tính mạng mình vào như vậy làm gì chứ, Trần Tiêu Tiêu và Bành Lị hoàn toàn không nói nên lời. Họ cũng biết rằng hai mặt trận kia đã nổ ra chiến tranh, bảo họ không làm gì cả, chẳng phải là trơ mắt nhìn điểm nhiệm vụ bị người khác lấy mất sao, Trương Dịch, ngươi làm vậy thì chúng ta đến đây chẳng phải là vô ích sao, Trần Tiêu Tiêu nhịn không được tức giận nói, ánh mắt cô ta nhìn chầm chầm vào Trương Dịch, đã có chút bất mãn. Trương Dịch lại thản nhiên nói, nhiệm vụ thì làm không xong nhưng tính mạng thì chỉ có một lần ta cho rằng tiền đề để hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên bảo vệ tính mạng của mình giọng điệu của trần tiêu tiêu trầm xuống nhưng chúng ta đến đây là có mục đích xin lỗi ta không thể làm như ngươi được vì để được sống sót mà để mặt bọn la nhân ngang ngược trên đất nước của chúng ta trương dịch liếc nhìn cô ta vỗ tay khen ngợi nói hay lắm ngươi đúng là rất lợi hại vậy nên không vui thì ngươi có thể rời đi mà ta cũng không ép ngươi phải hành động cùng chúng ta trương dịch và trần tiêu tiêu coi như đã đường ai nấy đi thực ra trần tiêu tiêu không phục trương dịch làm đội trưởng là mấy giờ thấy trương dịch quá hèn nhát trì hoãn cô hoàn thành nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy cô ta nóng nảy liền cãi nhau với trương dịch trương dịch cũng chẳng vừa bảo cô ta không hài lòng thì có thể rời đi trần tiêu tiêu trừng mắt nhìn trương dịch siết chặt nắm đấm tức muốn học máu cô ta thấy mình thật xui xẻo lại gặp phải anh chàng đồng đội sợ chết như thế này. Trương Dịch nói xong, Bành Lị không chịu được nữa. Cô ta xông tới, hai tay chống nạnh, mắng Trương Dịch, cút thì cút. Theo cái tên đội trưởng như ngươi, cả một cộng lông của điểm tích lũy cũng chẳng thu được. Người như ngươi thì sau này chẳng làm nên chuyện gì đâu. Hèn nhát, cô ta khịt mũi lạnh lùng, với tay kéo cánh tay Trần Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, chúng ta tự mình đi hành động, Trần Tiêu Tiêu càng nhíu mày nếu như chia nhau ra đi thì hai người nếu gặp phải cao thủ của thực nguyệt cũng không chắc có thể đối phó được nhưng cách làm việc của trương dịch lại khiến cô ta hoàn toàn không thể đồng tình nhìn thấy nếu cứ ở lại thì chỉ có thể tiếp tục dây dưa với trương dịch ở đây chi bằng cứ tách ra hai người tự thử sức mình xem sao dù sao thì nhiệm vụ của họ cũng chỉ là dụ thực nguyệt chứ không phải đánh bại họ kể cả có chạm trán với thành viên thực nguyệt cũng có thể dựa vào đội thiên thần làm hậu thuẫn Nghĩ vậy, Trần Tiêu Tiêu nói, được, chính kiến không hợp nhau. Chúng ta tách ra vậy, Bành Lị hất cầm về phía Trương Dịch, lúc đó thì hãy nhìn xem chúng ta đạt được bao nhiêu điểm tích lũy, đoạt được địa bàn thành phố Lâm Hải, ngươi sẽ phải hối hận mà thôi, hai người nói xong, không chút do dự quay lưng bỏ đi, tiến về phía sương mù thật cẩn trọng. Trương Dịch nhìn bóng lưng hai người biến mất trong sương mù, nhướng mày. Họ chẳng thể hiểu được đối thủ mình sắp gặp là loại người nào không phải ai cũng từng trải qua loại chiến đấu ở thành phố Thiên Hải như hắn. Có lẽ đối với Bành Lị và Trần Tiêu Tiêu, là dị nhân hạng Delta thì đã rất mạnh rồi. Nhưng họ không hiểu rằng, ngay cả giữa những dị nhân cũng có một khoảng cách rất lớn. Hiện tại, tranh giới phân chia bậc dị nhân của con người rất mơ hồ. Tuy không chia theo thứ tự cấp bậc một chính, nhưng cùng một bậc nhưng sức mạnh lại chênh lệch khá nhiều. Tốt đầu dị nhân hạng Delta có thể giết chết dị nhân hạng Delta bình thường chỉ trong chớp mắt. Ngay cả trương dịch cũng không dám khinh suất, vậy sao họ có thể ngạo mạn đến vậy? Có phải họ ý lại vào đội thiên thần sẽ bảo vệ họ không? Ha ha, giao mạng sống của mình cho người khác, thật là quá trẻ con. Tự tìm thì thôi, chết rồi đừng trách ta. Trương dịch mặc kệ họ, kiên quyết lựa chọn ở lại đây, tiếp tục quan sát động tĩnh xung quanh. Không phải hắn không muốn ra sức trong nhiệm vụ này chỉ là hắn hiểu rằng những dị nhân bên ngoài thành chỉ là mồi nhữ lực lượng chính thực sự hành động là đội thiên thần nhưng tại sao đội thiên thần có thể chờ đợi cơ hội ra tay ở phía sau còn trương dịch thì không vào lúc cần thiết năng lực chiến đấu mà trương dịch có thể phát huy có thể quan trọng hơn nhiều so với hầu hết thành viên đội thiên thần vì vậy hắn cũng không ra tay mù quáng cần phải kiên nhẫn chờ đợi kẻ địch lộ ra sơ hở còn có một vấn đề mà trương dịch vẫn chưa hiểu đó chính là tại sao không có ai đến hướng của hắn sao họ không đến là không thích đến đây sao trương dịch chống cầm chìm trong suy tư sau khi trần tiêu tiêu và bành lỵ rời đi trần tiêu tiêu lập tức liên lạc với tổng bộ tổng bộ ta là trần tiêu tiêu chúng ta đã tách ra với trương dịch lương duyệt họ không tuân lệnh ở lại bên ngoài quảng trường giang ninh thái độ rất tiêu cực chúng ta không thể chấp nhận hành vi này của họ vì vậy chúng ta lựa chọn tách khỏi đội để hành động hết chu chính nghe xong chỉ nhắm mắt bình tĩnh nói ta biết rồi ta đồng ý cho các ngươi tự ý hành động trần tiêu tiêu có chút bất ngờ cô ta tưởng rằng chu chính sẽ nổi trận lôi đình sau đó gây chuyện với trương dịch nhưng cô ta không ngờ rằng phản ứng của chu chính lại điềm đạm đến vậy nhưng cô ta cũng không thể nắm bắt được ý nghĩ của cấp trên chỉ đành thôi. Bên phía Chu Chính, nhìn thấy Trương Dịch tiến lên một đoạn rồi dừng lại, hắn ta có chút bất lực, xoa trán cười. Ta đã suýt quên mất, tên này vẫn luôn đánh kiểu phòng thủ phản công. Để hắn làm trinh sát thì đúng là khó xử hắn rồi, ở ngoài, mệnh lệnh sẽ không bị áp đặt vô điều kiện. Các dị nhân bên ngoài thành trên danh nghĩa là tuân theo mệnh lệnh của Bảo Tuyết Thành, nhưng không có nghĩa là Bảo Tuyết Thành có thể tùy ý ra lệnh cho họ vô điều kiện đặc biệt là hiện tại để trương dịch đi sâu vào sương mù để tìm tung tích của thực nguyệt gần như tương đương với việc để trương dịch và những người khác đi tìm cái chết vì vậy trương dịch và chu chính đã chơi một trò chơi chữ chỉ tiến lên một đoạn rồi dừng lại chu chính cũng chẳng biết làm thế nào nhưng việc này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến toàn bộ hành động nhiệm vụ chính của những dị nhân bên ngoài thành vẫn là mồi nhữ còn khu vực đông nam không xuất hiện kẻ thù thì càng không thể đổ lỗi lên đầu trương dịch được. thôi thì cứ chờ thử xem sao. chu chính khoanh tay, ánh mắt lại đổ dồn về hai chiến trường khác. lúc này tình thế chiến đấu đã nhanh chóng đạt đến giai đoạn cao trào. tại chiến trường phía tây, tình hình chiến đấu của đội vũ thập phương ngày càng nguy hiểm. địa hành tiên giả hạt đình bị đai ku giang dinh đá mạnh vào bụng, nằm dưới đất sống chết không rõ. còn vũ thập phương nhờ sự hợp sức của bản thể và phân thân mà ngay cả ba chiêu của đai cu giang dinh cũng không thể đỡ được bản thân lực lượng ngang tàn vốn đã vô cùng đáng sợ mà sau khi hóa thân thành sinh vật thần thoại triều hổ chỉ cần dựa vào sức mạnh cá nhân cũng đủ để sang bằng tất cả mọi thứ chặn hắn lại mạc trọng ninh hét lớn với vũ thập phương ngay sau đó hắn triệu hồi một lượng lớn hồn thú tự bạo định cho đai cu giang dinh một trận lớn bản thể của vũ thập phương đã bị nứt nẻ hai bàn tay không còn cách nào khác phân thân của hắn ta cũng thu trường cung lại, chọn cách chiến đấu sáp lá cà với Đai Cu Giang Dinh. Hắn ta nhận lấy kim chùy lôi cổ úng từ trên tay bản thể, đứng đầu đội hình. Có thể hy sinh phân thân, nhiều nhất chỉ làm vũ thập phương mất một phần nguyên khí. Nhưng nếu tạo cơ hội cho đồng đội thì có thể gây tổn thương cho Đai Cu Giang Dinh, thấy đối thủ cố sức chống cự, khóe miệng Đai Cu Giang Dinh nở nụ cười khinh bỉ. Muốn ngăn cản ta. Chỉ bằng tụi bay thì còn kém xa, hắn ta như một đầu tàu hỏa đang lao nhanh lao về phía thân và phân thân của vũ thập phương vũ thập phương và phân thân đứng ở bên trái và bên phải hét lớn một tiếng quyết tử không lui nếu lui là xong đời liệu một phen thì còn có cơ hội sống âm tiếng va chạm kinh hoàng vang lên phân thân của vũ thập phương đứng chắn trước vậy mà thân thể đầu tiên bị đâm vào thì cong queo như một mớ bong bong còn vũ thập phương thì nhờ phân thân giảm bất lực bay ngược ra ngoài rất chật vật hắn ngã mạnh xuống đất đưa tay ôm ngực, rồi nôn ra một mụn máu lớn. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị đập vỡ nhiều chỗ, nếu không phải là dị nhân của hệ cường hóa, hắn cũng đã chết rồi. Ngay khi Đai ku Giang Dinh dơ thanh tinh đình thiết trong tay lên, định chém chết Vũ Thập Phương. Ngay sau đó, thân thể của Đai ku Giang Dinh đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Khi hắn ta nhận ra, hắn ta đã xuất hiện trên không trung cao hàng chục mét. Lúc mi cấp, lệ Nguy hải đã lợi dụng khả năng dịch chuyển vật thể của mình để dịch chuyển đai cu giang dinh đi ngoài việc dịch chuyển đai cu giang dinh hồn thú tự bạo của mạc trọng ninh cũng xuất hiện bên cạnh hắn ta líp nha líp nhít hàng trăm con hồn thú tự bạo trông giống như những con cua rơi xuống người hắn ta bám chặt lấy thân thể hắn ta ầm tiếng nổ dồn dập vang lên trên không trung nhưng theo đai cu giang dinh từ trên trời rơi xuống mọi người thấy rõ trên người hắn ta ngoài việc lông bị cháy đen một chút thì thậm chí còn không xuất hiện một vết thương nào lúc này tâm trạng của vũ thập phương và những người khác tràn ngập sự tuyệt vọng phải đấu thế nào với một kẻ địch như thế trước khi thực hiện nhiệm vụ này họ đã từng nghĩ đến sức mạnh của tổ chức thực nguyệt sẽ mạnh đến mức nào mặc dù có ví dụ về trận chiến đầu tiên tuy nhiên trận chiến đó chỉ là một cuộc thử nghiệm và tổ chức dị nhân tham gia vào trận chiến này cũng không nổi tiếng lần này mười mấy người được lựa chọn đều là những người hàng đầu của ngoại thành đại khu Giang Nam. Bốn người đánh một người, cho dù không nói đến chuyện đánh bại Đai Cu Giang Dinh thì ít nhất cũng phải gây ra cho hắn ta một mối đe dọa nào đó chứ, nhưng thực tế lại tàn khốc như thế. Mặc dù họ đều là dị nhân cấp Delta, nhưng thực lực của họ lại chênh lệch nhau một trời một vực, hắn ta, hắn ta là một con quái vật, Mạc Trọng Ninh vừa ôm đầu vừa tuyệt vọng nói. Đai Cu Giang Dinh nhìn họ với vẻ thích thú các ngươi phối hợp với nhau khá tốt. Chỉ tiếc là quá yếu, hồn thú tự bạo của Mạc Trọng Ninh chuyên về đột kích, có thể đột kích đối thủ mà không bị phát hiện. Nhưng việc sử dụng năng lực để biến thành hồn thú, giúp chúng có thể kết hợp chức năng do thám và bắt chước, thì không dễ để phát huy tối đa sức mạnh của chúng. Còn khi đối mặt với dị nhân hệ thú nhân hàng đầu, thì năng lực của hắn ta đã trở thành trò cười. Đai cu Giang Jin dơ lên thanh tinh đình thiết. Chơi đùa cũng nên kết thúc rồi, ta tiễn các ngươi lên đường hắn giơ lên thanh tinh đình thiết trong tay nhắm vào mặt trọng ninh và chém tới đòn tấn công của hắn mang theo thế xét đánh sức mạnh khủng khiếp khiến không khí phát ra tiếng nổ nhưng ngay lúc này từ trong làng sương xa xa một ngôi sao băng xuyên qua không gian đập mạnh vào đai cu giang dinh đai cu giang dinh nheo mắt thời điểm người đó ra tay rất khéo léo ngay lúc hắn vung tinh đình thiết thì người đó đã tấn công vào bên trái cơ thể hắn đã nắm bắt thời điểm ra tay rất độc địa vào lúc này Đai Ku Giang Jin căn bản không thể thu tay về để đỡ đòn. Cánh tay trái của hắn nhanh chóng phình to, ngay lập tức đỡ trước người. Âm. Uhm. Vật thể nặng như ngôi sao băng đập mạnh vào cánh tay trái của Đai Ku Giang Dinh. Lực lượng khủng khiếp và nặng nề khiến thân hình của Yokozuna này rung chuyển, hắn buộc phải lùi về phía sau hơn chục bước mới có thể chịu được sức mạnh này. Vũ Thập Phương, Mạc Trọng Ninh và Lệ Nguy Hải đang tuyệt vọng thấy cảnh này, ánh mắt dần nhen nhóm lên tia hy vọng. Họ biết, đội thiên thần đã đến, một đội ngũ huyền thoại có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất trên khắp đại khu Giang Nam, trầm, ngôi sao băng đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Đại khu Giang Dinh nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là một chiếc mỏ neo lớn được buộc bằng xích sắt. Xoẹt xoẹt theo hướng kéo dài của sợi xích, trong làng sương mù có bóng người chậm rãi bước tới. Các ngươi có thể lui xuống trước. Chúng ta sẽ xử lý những việc tiếp theo. Trong màn sương mù dày đặc, ba bóng người xuất hiện những người này mặc bộ đồ chiến đấu màu bạc, trông vô cùng lộng lẫy, tôn lên vẻ như thiên thần của họ. Và người đi giữa là một người để tóc dài ngang vai, khuôn mặt ôn hòa, khóe miệng nở nụ cười sâu xa. Đây là một trong hai đội phó của đội thiên thần, Bạch Xuân Vũ, người từng giao lưu với Trương Dịch. Bên cạnh hắn ta còn có hai người khác. Một người để tóc xanh, khuôn mặt lạnh lùng. Còn một người bọc mình trong bộ giáp bạc, tay phải cuốn xích sắt thô. Cái mỏ neo nặng nề kia chính là do hắn ta quăng tới. Lệ thái thường giơ tay lên, sợi xích sắt trong tay giật một cái, cái mỏ neo nặng nề bay lên không trung, sau khi vẽ một đường parabol trên không trung, nhẹ nhàng như không vật gì trở về tay hắn ta, bị hắn ta vác trên vai. Khi ba người họ xuất hiện, Daiku ku đã không còn nhìn đến Vũ Thập Phương và những người khác nữa. Ngay cả Yoshimis Sakuraba và Akira Kurosa, Eddie sần đang quan chiến phía sau cũng nheo mắt lại đội thiên thần nghe nói bọn họ rất lợi hại lợi hại đến mức nào giao đấu một trận là biết ngay bạch xuân vũ đang nghe truyện trên tv audio cv nói với mạc trọng ninh và những người khác các ngươi mau rời khỏi nơi đây đi nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành đi càng xa càng tốt hắn ta liếc mắt nhìn mạc trọng ninh và những người khác nếu không lát nữa đánh nhau sẽ không ai để ý đến các ngươi cả đâu mạc trọng ninh và lý nguy hải vội vàng gật đầu như chày giả tỏi lúc này bọn họ chỉ muốn chạy về ngay lập tức, không bao giờ tham gia vào trận chiến này nữa. Còn phải nói là hai người có lương tâm, khi đi còn lôi theo vũ thập phương như một con chó chết. Còn về phần giả hạt đình bị chôn vùi dưới lòng đất, lúc này đang ở ngay dưới chân của đai cu giang dinh, bọn họ không dám cứu, cũng không thể cứu. Ba người đàn ông nhanh chóng rời khỏi chiến trường một cách thảm hại. Cho đến khi ra đến một khu vực nhất định, nhân viên y tế đi theo tổng bộ mới đến được với cán cứu thương nhanh lên, cứu hắn ta. Hắn ta sắp không xong rồi, Mạc Trọng Ninh nói với nhân viên y tế. Nhân viên y tế đưa tay xoa cổ vũ thập phương, lắc đầu chậm chậm. Không được rồi. Với tư cách là người chịu đựng toàn bộ sức mạnh của Đai Cu Giang Dinh, Vũ Thập Phương gần như chịu đựng tất cả sức mạnh của hắn ta. Phát cuối cùng thì ngũ tạng của hắn ta đã vỡ tung hết. Trong trận chiến ấy, hắn ta đã chết, nhưng với tư cách là đội trưởng, Hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mạc Trọng Ninh và Lệ Nguy Hải nhìn thân thể dần lạnh ngắt của người này, thầm lặng, không nói một lời nào. Một lúc lâu sau, nhìn vào thi thể bọc trong túi đựng xác của Vũ Thập Phương, Mạc Trọng Ninh mới nói một câu như hồn lìa khỏi xác, chúng ta đã đánh giá quá cao chính mình rồi. Chiến tuyến phía bắc, cuộc chiến đấu của Trác Phi Vũ và những người khác cũng ngày càng khó khăn hơn đại xà tập hợp từ thân xác của Kamiya Waido sở hữu khả năng phòng thủ và tấn công cực kỳ khủng khiếp, khiến họ buộc phải tung ba người vào cuộc chiến. Tuy nhiên, sau khi quen với mũi thương đầu cây súng của Trác Phi Vũ và khóa chặt điểm bắn tỉa của chính dương, Kamiya Waido đã nhanh chóng nắm bắt được quyền chủ động trên chiến trường. Bất đắc dĩ, người thứ ba cũng tham gia vào chiến trường này. Thành phố Vũ Cốc, Lưu Ngọc Xuân Thừa lúc Trác Phi Vũ và chính dương thu hút sự chú ý của Kamiya Waido, hắn ta lặng lẽ ẩn nút trong bóng tối, phát động năng lực của mình. Hắn ta há miệng, một luồng sương mù màu xanh lục kéo dài như một con trường long bay thẳng vào đại xà. Rất nhanh đã bao phủ toàn bộ đại xà. Một mùi hôi thối nồng nặc sộc vào mũi khiến đại xà choáng váng. Cái thứ này là, độc sao, đại xà bỗng nhận ra thứ đó là gì? Lương Ngọc Xuân cười lạnh nói, vậy của ngươi có cứng thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thở chứ ta nghĩ rằng nội tạng của ngươi chắc mềm hơn vẫy của ngươi nhiều. Các phi vũ và chính dương đều vô thức lùi xa khỏi phạm vi của màn sương độc. Họ biết rõ sương độc của Lưu Ngọc Xuân mạnh đến mức nào, chỉ cần 0,01mg cũng có thể gây tử vong. Thậm chí dù có đội mũ bảo hiểm chiến thuật, họ cũng không muốn dính lấy dù là một chút. Đại xà quẩy mình trong làng sương độc một lúc, rồi bất ngờ ngửa mặt lên trời cười lớn đầy vẻ mỉa mai. Ha ha! Tên khốn ngu ngốc! ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Đại xà của Kamiya Waido là rắn độc, hắn không những không tránh né khỏi sương mù độc này mà còn há miệng, nuốt một lượng lớn sương mù độc vào trong miệng, cảnh tượng này khiến cả ba người Lưu Ngọc Xuân đều tê liệt. Hắn, hắn đang làm gì vậy? Đôi mắt lạnh lùng của Kamiya Waido nhìn họ nói, lão tử đây, chính là rắn độc, đại xà Kamiya Waido, chính là rắn độc. Lưu Ngọc Xuân nằm mơ cũng không thể ngờ mình sẽ bị Kamiya Waido khắc chế hoàn toàn mà không thể làm gì. Thuốc độc gặp rắn độc thì không còn tác dụng gì nữa, thế là hắn ta cũng trở thành phế nhân. Hú, đại xà mở miệng thật to, phun ra một bãi nước bọc đen ngòm vào Lưu Ngọc Xuân. Lưu Ngọc Xuân bàn hoàng tỉnh lại sau cơn choáng váng, vội vàng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hắn ta không thoát được bãi nước bọc, cơ thể vẫn bị dính một vùng lớn. Xì bộ y phục tác chiến của binh sĩ Yên Vân chế tạo tinh xảo, lại bị bãi nước bọc này ăn mòn, nhanh chóng lan vào bên trong cả nửa bên vai của hắn ta cũng bị dính tan chảy a à, lương ngọc xuân đau đớn kêu trên thảm thiết hắn ta như một con giòi nằm lăn lộn trên đất nhưng nhanh chóng toàn thân hắn ta đã chuyển sang màu đen kịt không thể cử động được nữa đây chính là kết cục của dị nhân khi hoàn toàn bị khắc chế lúc này hắn ta chẳng khác gì một người bình thường chính dương và trác phi vũ chỉ cảm thấy lòng mình như lắng xuống lương ngọc xuân lại bị hạ gục chỉ trong phút chốc ư hai đánh một, họ phải đối phó với con quái vật thời tiền sử này như thế nào, đại xà to lớn đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn xuống họ. Tiếp theo, chính là tới lượt các ngươi. Phía Akutu Shinichiro, hắn ta lại đang chiến đấu với Nguyên Hạo và Hạ Linh Linh. So với Kamiya Waido và Daiku Yanjin, năng lực của Akutu Shinichiro không có gì đặc biệt. Chỉ là một dị nhân hệ cường hóa bình thường, sử dụng một cây gậy bóng chày là vũ khí thường thay của bọn đầu gấu. Ban đầu, Hạ Linh Linh thậm chí còn có thể nắm giữ thế chủ động nhất định trong trận chiến. Sức mạnh của cô vô cùng khủng khiếp, ngay cả trong những dị nhân hệ cường hóa cũng rất hiếm khi thấy. Có thể dùng cơ thể trần trụi đối đầu với vũ khí của Akutu. Điểm này đều là nhờ vào nguyên hạo đằng sau cô. Nguyên hạo trông có vẻ yếu ớt, không có chút sức chiến đấu nào. Nhưng hắn ta cứ đứng đó, cố sức hô to cổ vũ hạ linh linh. Cố lên, cố lên nào! Linh Linh. Ngươi là giỏi nhất, và theo tiếng hò hét cổ vũ của hắn ta, đôi mắt của Hạ Linh Linh cũng lóe lên một tia sáng kỳ lạ màu tím, sức mạnh và tốc độ của cô đều được tăng lên rất nhiều. Akutu biết Nguyên Hạo là một dị nhân hỗ trợ, nhưng đằng trước bị Hạ Linh Linh chặn lại nên chẳng có cơ hội đột phá. Vì vậy hắn ta sử dụng cách chiến đấu đơn giản và hiệu quả nhất, đó là hạ gục Hạ Linh Linh, theo thời gian trôi đi, tốc độ vung gậy sắt của hắn ta cũng quơ múa một lúc lại càng nhanh hơn không ngờ quyền chủ động trên chiến trường dần dần thay đổi hạ linh linh trong những lần so sức liên tiếp thực tế đã bắt đầu rơi vào thế yếu ánh mắt nguyên hạo thoáng hiện lên vẻ lo lắng sao lại thế này chứ linh linh rõ ràng là vô địch mà khuôn mặt trắng nõn của hắn ta bất mãn phồng lên nhất định là tiếng hò hét của mình còn chưa đủ lớn mình phải cố lên nữa mới được vì vậy hắn đưa hai tay lên miệng và hét lớn hơn cơ thể của hạ linh linh toát ra ánh sáng kỳ quái với màu tím nàng há miệng hai chiếc răng hổ sắc nhọn bắt đầu dài ra mười ngón tay dài ra mười cm mỗi ngón đều đen như dao găm lúc này trong nàng giống như một con cương thi a à. hạ linh linh gào lên lao về phía akutu akutu cười điên cuồng hai tay cầm gậy bóng chày kim loại nhắm vào người cô nàng và điên cuồng đập trò chơi cũng nên dừng ở đây thôi akutu là một người có năng lực hệ cường hóa tên gọi khả năng là cực đạo hào kiệt là một kẻ côn đồ lang thang trên đường phố thiên diệp nhiều năm đánh nhau đối với hắn ta giống như cơm bữa vậy hắn khao khát được chiến đấu càng ngày càng hăng hái và không bao giờ mệt mỏi và dị năng của hắn cũng giống như con người của hắn vậy chỉ cần chiến đấu liên tục sức mạnh của hắn sẽ trở nên mạnh hơn thậm chí có thể nói rằng chỉ cần một trận đánh đủ lâu năng lực phát triển của hắn cũng sẽ không có giới hạn thậm chí có thể chiến đấu với người ngoài hành tinh cấp FC lân, tất nhiên, đây chỉ là lý thuyết suông. Nhưng khi đối mặt với đối thủ có sức mạnh ngang ngửa, chỉ cần cố gắng đến phút cuối, chắc chắn hắn sẽ thắng. Bây giờ, giá trị ác chủ bài của Akutu đã được tích lũy đủ nhiều. Gậy bóng chày của Akutu và Hạ Linh Linh một lần nữa va chạm. Nhưng lần này, hắn đã khéo léo tránh được móng vuốt sắc nhọn của Hạ Linh Linh, cây gậy bóng chày đánh vào bên hông cô, thật khó hình dung, một cây gậy bóng chày thô kịch lại có thể xé toạc cơ thể người. Nhưng thực tế là, khi tốc độ đủ nhanh, quy lực của cây gậy bóng chày và kiếm samurai không chênh lệch là bao. Thân thể của Hạ Lăng Lăng bị cắt đứt thân người ở phần eo. Lúc ấy, đôi mắt của cô mở to trong sự kinh ngạc, cơ thể bị cắt thành hai phần, theo xu hướng quán tính lao ra ngoài. Rầm, rầm, hai phần thân rơi xuống đất. Sắc mặt Nguyên Hạo càng tái nhợt, nắm chặt tay hét lớn: đồ khốn nạn, sao dám làm tổn thương linh linh của ta, hả? Bị thương à, Akutu cổng gậy bóng chày, có chút ngơ ngác nhìn Nguyên Hạo. Đã bị chém ngang hông rồi mà vẫn còn gọi là bị thương ư, không lâu sau, Akutu đã hiểu tại sao Nguyên Hạo lại nói như vậy. Bởi vì hạ linh linh ngã trên mặt đất, phần thân trên và phần thân dưới đột nhiên mọc ra hàng trăm ống máu nhỏ màu đỏ, sau đó nối lại với nhau. Theo sự co lại của các ống máu, hai phần thân của cô ta đã hợp nhất chặt chẽ, thậm chí từng thớ cơ cũng được khâu lại kín mít. Chỉ là qua vết thương khủng khiếp đó, có thể thấy phần thịt đó không còn hoạt động, giống như thịt cương thi bị đông lạnh nhiều năm. Hạ Linh Linh bò dậy trên mặt đất, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng đáng sợ, cách cao nhìn chầm chầm vào Akutu. Cái quái gì thế, Akutu thản nhiên nói, thì ra là cương thi, lãnh đạo dị nhân của thành phố Tứ Huỳnh, Nguyên Hạo, người có dị năng hệ khống chế. Sức mạnh mang tên, kẻ thao túng cương thi. Hạ Linh Linh nhảy lên không trung, trở lại bên cạnh viên hạo. Nguyên hạo đi đến chỗ cô với vẻ mặt lo lắng và đưa tay vuốt ve cơ thể cô. Cục cưng, ngươi không sao chứ. May mà ngươi đã chết, nếu không, vừa rồi ngươi đã bị giết rồi. Hắn ta ôm lấy cánh tay của Hạ Linh Linh, khuôn mặt hạnh phúc, nhưng biểu cảm này sau khi cân nhắc đến thân phận cương thi của Hạ Linh Linh, khiến người ta có cảm giác rùng rợn. Đúng vậy, giết ngươi khi ấy là lựa chọn đúng đắn hắn ta nói một cách dịu dàng. Cảnh tượng như vậy, ngay cả nhân viên trung tâm chỉ huy tác chiến khi nhìn vào, cũng không khỏi có chút khó chịu. Một nữ nhân viên che miệng suýt nôn ngay tại chỗ. Hắn thực sự đã yêu một xác chết trong một thời gian dài như vậy, hơn nữa, nếu như Hạ Linh Linh đã chết, chỉ là một thi thể. Vậy ai đang nói chuyện với cơ thể cô ấy, chỉ cần nghĩ đến loại chuyện này một cách chi tiết, sẽ khiến người ta phát ốm và sợ hãi. Akutu tỏ vẻ chán ghét, hóa ra hắn ta là một kẻ biến thái hắn ta cũng là một kẻ biến thái tâm thần phân liệt mặc dù có sức mạnh bất tử của cương thi nhưng năng lực dị năng của nguyên hạo lại có hạn cùng với việc tiếp tục chiến đấu với akutu shinichiro người có thể liên tục nâng cao năng lực chiến đấu kết quả của trận chiến này không có gì bất ngờ thân xác của hạ linh linh bị đánh vỡ tan tành sau khi cố gắng lấp lại thì lại bị đánh tan nát thêm lần nữa còn trác phi vũ thì đã chết trong miệng của đại xà. Đến lúc này, đặng thần thông, người vẫn luôn ở phía sau, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Chẳng còn bao lâu nữa. Họ và đám người của thực nguyệt căn bản không cùng đẳng cấp, tiếp tục chiến đấu chỉ thêm vào vô ích. Đến lượt chúng ta hành động rồi, chu chính nhận được yêu cầu xin ra trận của đặng thần thông, nhưng vẫn còn chút do dự. Nhưng mà, mới chỉ có 5 thành viên của thực nguyệt xuất hiện còn tám người nữa vẫn đang ẩn nút, có vẻ như chúng biết được kế hoạch của chúng ta, đã chuẩn bị sẵn phương án thứ hai. Đặng thần thông khẽ mỉm cười, nhưng chúng ta không thể mong đợi mọi trận chiến đều có thể nắm chắc 100% thông tin được. Nhiệm vụ như vậy thì quả là quá nhàm chán, ánh mắt của Chu Chính hướng về màn hình lớn, nơi hiển thị rằng hai tuyến chiến đấu ở phía Tây và phía Bắc gần như đã sụp đổ. Nếu không để đội thiên thần ra tay, tất cả mọi người trên chiến trường đều sẽ phải chết, vì vậy, hắn ta gật đầu, được, cho phép các người xuất trận, khóe miệng của đặng thần thông nở một nụ cười tự tin. Hắn ta liếc nhìn các đồng đội của mình. Đã đến lượt chúng ta ra sân rồi. Lần này phải hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Akutu Shinichiro bước đến trước mặt Nguyên Hạo, cây gậy bóng chày nhúng máu trong tay chỉ vào đầu hắn ta. Này, để ta giết ngươi luôn. Sau đó ngươi sẽ xuống đoàn tụ với người phụ nữ của ngươi. Ở một hướng khác, Chính Dương và Trác Phi Vũ trong tình huống 2 chọi một vẫn không thể chống lại được đại xà Kamiya Waido, cả hai đều bị giết chết và bị nuốt vào bụng. Akutu giơ cao cây gậy bóng chạy kim loại trong tay, hung hăng giáng xuống, nhưng đột nhiên, hắn ta cảm thấy cánh tay của mình mềm nhũng, toàn bộ sức mạnh như bị hút hết ra khỏi cơ thể. Đoàn, cây gậy bóng chạy kim loại rơi xuống nền đất cháy đen. Hắn ta cúi đầu nhìn vào ngực mình. Một cách rất đột ngột, ngực hắn ta lõm xuống một cách sâu hắm quẹ một mụn máu lớn phun ra từ miệng hắn ta ngay sau đó một cơn đau dữ dội từ ngực truyền đến ngực hắn ta như thể có bàn tay to thô bạo khoét vào rồi dùng sức bóp nát phổi của hắn ta kamiya waido khôi phục lại hình dạng con người của mình sự cố của akutu shinichiro khiến đồng tử của hắn ta co lại hắn ta hiểu rằng lực lượng đặc biệt thực sự của đại khu giang nam đã xuất hiện những người đó mới chính là mối đe dọa lớn nhất của họ kamiya waido đột ngột quay đầu nhìn về phía làng sương mù xa xa nhưng chưa kịp chuẩn bị thế phòng thủ thì bụng dưới của hắn ta đã đau nhói. Cảm giác như nội tạng của hắn ta bị ném vào máy giặt và khuấy đảo một cách điên cuồng, bên trong còn kèm theo rất nhiều đinh thép, quẹ, hắn ta đột nhiên mất hết sức lực, quỳ sụp xuống đất, liên tục khạc ra máu tươi. Trong làng sương mù, một bóng người cao lớn vạm vỡ từ từ bước ra. Đó là một người đàn ông để râu quai nón. Một năng lực thật không tồi. Đáng tiếc là gặp phải ta, thì các ngươi chỉ có nước chờ chết mà thôi, hắn ta nói một cách vô cùng bình tĩnh. Một trong hai phó đội trưởng của đội Thiên Thần, Thần Quyền Liêu Hồng Lôi, đã xuất hiện, chỉ với một đòn, hắn ta đã hạ gục Kamiya Waido và Akuto Shinichiro. Mặc dù trước đó, cả hai đã trải qua một trận chiến lớn, nhưng vẫn có thể thấy được sức mạnh đáng kinh ngạc của hắn ta, không giống như chiến trường phía Tây, ở chiến trường phía Bắc, chỉ có duy nhất Liêu Hồng Lôi đi đến những người của thực nguyệt chưa xuất hiện hết, đội thiên thần cũng không thể xuất hết quân. Và theo thuật toán của trung tâm chỉ huy tác chiến, năng lực của Liêu Hồng Lôi là phù hợp nhất để đối phó với Kamiya Waido và Akutu Shinichiro. Bởi vì năng lực của hắn ta là hệ không gian rất hiếm gặp, kết hợp với môn bát cực quyền mạnh mẽ của hắn ta, từ đó tạo ra một phương thức sát thương cực kỳ hiệu quả, quyền pháp bách bộ thần quyền, trong phạm vi trăm bước, đòn tấn công của hắn ta có thể vô hiệu hóa mọi phòng thủ vật lý, thậm chí xuyên thủng cả lớp giáp dày và da thịt, tấn công trực tiếp vào nội tạng, có thể nói, hắn ta là sát thủ của những dị nhân hệ cận chiến. Liêu Hồng Lôi không nói thêm lời nào, thậm chí hắn ta còn không thèm. Nhìn Nguyên Hạo đang nằm đó, hắn ta đứng vững tư thế và tung ra một quyền nhắm thẳng vào Kamiya Waido đang nằm dưới đất, và trong làn sương mù nơi đang ẩn núp, một đôi mắt nâu lạnh lẽo từ từ mở ra. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đội thiên thần, ngay khi cú đấm của Liêu Hồng Lôi tung ra, làn sương mù trào lên dữ dội, bất ngờ xuất hiện một con chó ba đầu khổng lồ cháy rực lửa lao tới và gầm gừ tấn công hắn ta. Đây là một con ma khuyển ba đầu cao tới 3 mét, dài năm 6 mét, ngọn lửa đỏ rực bao phủ toàn thân khiến không khí xung quanh trở nên khô nóng, chỉ có điều, loại ngọn lửa này không hề ảnh hưởng đến lớp sương mù do âm dương thuật tạo ra. Đôi mắt của Liêu Hồng lôi co lại, hắn ta cũng không ngờ rằng phe đối phương còn có người ẩn núp, xem ra, chẳng ai là kẻ ngốc, ai cũng biết rằng phải để lại cho mình đường lui. Vậy thì, hãy xem ai có hậu chiêu mạnh hơn liêu hồng lôi tung một quyền nhắm thẳng vào thân hình của con ma khuyển ba đầu nhưng thân hình của con ma khuyển ba đầu chỉ méo mó một cách kỳ lạ mặc dù màu sắc có phần nhợt nhạt hơn nhưng nó vẫn lao tới tấn công liêu hồng lôi với khí thế không hề suy giảm thấy cảnh tượng này vẻ mặt của chu chính cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng là dị nhân hệ phóng xuất đồ vân liệt cao mày lần này thì phiền to rồi không ai ngờ rằng đối phương lại còn để lại một quân bài tẩy như vậy và xét theo sức mạnh của con ma khuyển ba đầu, thì người ẩn núp đó chắc chắn rất mạnh. Họ vốn cho rằng để Liêu Hồng Lôi đi đối phó với kẻ địch ở tuyến đường phía Bắc là phù hợp nhất. Ai mà ngờ được, đối phương như thể đoán được cách làm của họ vậy, cũng sắp xếp người ẩn núp sẵn ở đó, Kamiya Waido và Akutu Shinichiro bị đánh ngã xuống đất, ôm chặt ngực và bụng, mặc dù bị thương nặng, ho ra máu liên tục, nhưng họ không hề sợ hãi, ngược lại còn cười một cách điên cuồng. Akutu Shinichiro nói, Thảo nào, vận may hôm nay của ta lại là tiểu cát, Kamiya Waido lạnh lùng nói, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kết quả. Liêu Hồng lôi khéo léo tránh được đòn tấn công của con ma khuyển ba đầu. Hắn ta thấy làn sương mù đối diện cuộn lên, vài bóng đen cao lớn từ từ bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ vét, chải tóc kiểu Pompadu, đeo kính gọng vàng. Bên cạnh hắn ta, là một đám thú dị năng rõ ràng được tạo ra từ năng lực dị năng một con vượng khổng lồ cao 5 mét, toàn thân màu vàng kim. Một con cáo sáu đuôi, toàn thân màu bạc trắng. Một con thanh điểu cơ thể bao phủ bởi lốc xoáy, hình dạng mơ hồ. Và một con quả xám lơ lửng trên vai hắn ta. Chân truyền âm dương sư tại quan âm tự, Jinjuri Sechichiro, thành viên cấp cán bộ của tổ chức thực nguyệt. Jinjuri Sechichiro đút cả hai tay vào túi quần, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn liêu hồng lôi năng lực của hắn ta dường như được tạo ra để khắc chế các trận chiến tận chiến nghỉ. vậy thì đấu với ta thì sao? trong lúc chiến trường phía tây và chiến trường phía bắc đánh nhau khí thế hừng hực nhưng lại cảm thấy có vẻ như bên trương dịch bị mọi người quên mất yên tĩnh đến đáng sợ. ngay cả trung tâm chỉ huy tác chiến bên này hiện tại cũng không biết nên truyền đạt mệnh lệnh gì cho bọn họ. sau khi chu chính nhìn thấy dị nhân bên ngoài thành trì của hai chiến trường khác đều thảm bại, trong lòng đã khẳng định rằng năng lực của thành viên tổ chức thực nguyệt không thua kém gì so với đội thiên thần nếu để trương dịch đi sâu điều tra chẳng khác nào để hắn đi tìm chết cho nên chu chính tạm thời từ bỏ ý định để trương dịch tiếp tục hành động dù sao thì những dị nhân bên ngoài thành trì này vẫn phải giữ lại một ít sự yên tĩnh quá mức này lại càng làm cho trương dịch trong lòng nghi hoặc hắn không khỏi thầm đoán tình hình bên này của mình như vậy có thể là do nguyên nhân gì chẳng lẽ những người thực nguyệt này lại sợ mình ư còn không đến mức ấy tuy thực lực của hắn rất mạnh mẽ nhưng cũng chỉ tương đương với cấp độ đội trưởng điều tra mà thôi thực lực của đối phương khẳng định cũng có những dị nhân mạnh mẽ ngang với cảnh giới này chẳng lẽ họ không phát hiện ra mình ư trong lòng trương dịch thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ như vậy điều này mặc dù có phần kỳ lạ nhưng loại trừ hết thảy những khả năng khác thì giải thích duy nhất còn lại chính là khả năng lớn nhất trên máy liên lạc của hắn thi thoảng truyền đến chiến báo từ hai chiến trường khác sau khi biết được dị nhân ngoại thành ở hai hướng đã bị tiêu diệt sạch hơn nữa là tử trận hắn nhận thấy mình không thể tiếp tục ẩn núp nữa tình hình trước mắt không khả quan như tưởng tượng mặc dù ta không muốn phô bày thực lực nhưng nếu vì tránh giao chiến của ta mà khiến cho hoạt động lần này thất bại thì quả thực sẽ mất nhiều hơn được hậu quả như vậy chắc chắn là không một ai mong muốn nhìn thấy với năng lực của ta cho dù gặp đối thủ mạnh mẽ cũng chẳng sao chỉ cần thời gian nhanh nhất là có thể cùng lương duyệt hoa hoa chạy trốn sau khi trương dịch nghĩ thông suốt những điều này quyết định từ bỏ ý định thủ cung chờ giặc chủ động tấn công nhưng hắn cũng không đánh trận mà không có sự chuẩn bị nghĩ tới trước đó trần tiêu tiêu và bành lị rời đi trương dịch không khỏi bật cười hai người phụ nữ này trước tiên đã vào trong sương mù vừa hay để họ giúp mình dò đường trương dịch thu sấm sét vào trong không gian khác hắn quay đầu nhìn sang con mèo yêu hoa hoa bên cạnh vươn tay vuốt ve đầu nó hoa hoa ngươi còn nhớ mùi của hai người phụ nữ lúc nãy không có tìm thấy họ được không hoa hoa kêu meo một tiếng rõ to thời gian họ rời khỏi cũng không lâu hoa hoa có thể lần theo hơi thở của họ để tìm trương dịch cười cật đầu vậy tốt chúng ta đi theo lương duyệt tò mò nhìn trương dịch hỏi ngươi đổi ý rồi Trương Dịch thản nhiên nói, trên chiến trường tình hình luôn thay đổi, kẻ thù thay đổi, ta cũng phải thay đổi. Lương Duyệt chìa tay ra, nhưng tại sao ngươi không liên lạc với họ trước? Trương Dịch bật cười, lý do cũng đơn giản lắm, vì họ không tin tưởng ta thôi. Bên này, nhóm ba người do Tsumato Nobuna dẫn đầu cũng đang tiến về hướng Đông Nam. Vì trong tấm dự đoán của Mayumi Takachi không hề nhắc đến chuyện phát hiện kẻ địch ở hướng Đông Nam, nên trên đường đi nét mặt của Tsuma Nanako có phần đâm chiêu. Lần đầu tiên gặp phải tình hình này, hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió thôi. Tsumato Nobuna nghe vậy, lắc đầu nói, "Ta không nghĩ vậy." "Hả?" Tsuma Nanako và Takira Takashi đồng loạt nhìn Tsumato Nobuna. Mắt của Nobuna hiếp lại, dáng vẻ vẫn luôn như không ngủ đủ giấc. Nhưng trong ánh mắt đó lại lóe lên ánh sáng sắc bén như thanh đao đại bà nhiều trường quan nổi tiếng của hắn. Hắn dững dưng nói, ta nghiên cứu chiến thuật công thành thời hoa quốc cổ đại, thông thường sẽ áp dụng đánh ba giữ một. Bọn họ cố ý để lộ ra sơ hở là muốn dẫn dụ chúng ta đi sai đường, thoát ra từ đây. Nói cách khác, lực lượng chủ lực của địch thủ, chắc hẳn mới là hướng này. Vừa nghe lời này, sắc mặt của Tsuma Nanako bất giác trở nên trang trọng. Bên chúng ta mới là nguy hiểm nhất sao, Nobuna gật đầu, nếu đúng như lời trong sách binh pháp thì đúng là như vậy. Nhưng sau khi nghe lời của Nobuna nói, Takira Takashi lại cười ha ha. Nếu như vậy, chẳng phải chính là chúng ta sẽ giết được rất nhiều người sao, hắn ta chẳng hề lo lắng mình sẽ bị giết. Takira Takashi tự tin ngửa cổ lên, bói toán hôm nay mà Takashi đưa cho ta, vận thế của ta là đại cát, Nobuna liếc nhìn hắn ta, không nói gì. Tosuma Nanako thì hận rèn sắt không thành thép liếc nhìn hắn ta. Ngươi thì bao giờ mới trưởng thành được? đừng có mà cứ nghĩ đến việc dựa vào bói toán của Meumi nữa được không? Takira Takashi gãi đầu. Thế nhưng từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn làm như vậy mà. Bói toán của Takashi cũng chưa từng sai lần nào. Tersuma Nanako bất lực thở dài. Những gì ngươi nói cũng đúng. Mà đúng lúc này, con quạ cho trên đầu ba người bất giác mở mắt. Trong đầu của mọi người vang lên giọng nói của Nishi Hitoma Satori. Nobuna, Rirawa, tesuma hướng của các người kẻ địch xuất hiện rồi có tổng cộng hai người hãy cẩn thận hành động bọn họ đột nhiên xuất hiện ở gần đây ta nghi rằng đó là người có năng lực đặc biệt của đại khu giang nam phải cẩn thận vừa nghe lời này biểu cảm của ba người nobuna lập tức trở nên nghiêm túc còn bàn tay phải của nobuna cũng đặt lên chui kiếm dài hẹp đại bà nhược trường quang lúc này hai người vẫn không hề hay biết mình đã bị phát hiện vẫn đang từng bước thận trọng tiến về phía sâu trong sương mù có thể là ai chứ? Đương nhiên chính là hai chị em Trần Tiêu Tiêu và Bành Lị. Vì ghét trương dịch làm việc tiêu cực biến nhát, hai người quyết định tự hành động, giành được càng nhiều điểm trong nhiệm vụ lần này càng tốt. Đến lúc đó, họ không những nhận được phần thưởng của Bảo Tuyết Thành mà còn có thể chiếm cứ vùng đất của thành phố Lâm Hải. Đối với Trần Tiêu Tiêu và Bành Lị thích tiến thủ, khao khát trở thành nữ cường nhân thì điều này cực kỳ hấp dẫn. Dù vậy, hai người hành động cũng rất thận trọng. Bọn họ đã định sẵn kế hoạch, lần này chủ yếu là phụ trách do thám và thử nghiệm. Một khi phát hiện ra cao thủ hàng đầu đối phương, sẽ không chút do dự lập tức chạy trốn. Dù sao thì hai người họ phối hợp ăn ý, lại thêm năng lực hỗ trợ, trình độ chạy trốn cũng xem như nhất lư. Cho dù không có tên nhát gan trương dịch giúp đỡ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đây chính là cô gái Barbie, mà chính trong sự hiểu lầm này, hai bên cuối cùng cũng chạm trán tại quảng trường Giang Ninh không lớn. Khi nhìn thấy nhau, trong lòng mỗi người đều có chút căng thẳng. Cho dù là cao thủ kiếm đạo, chuyên gia nhị thiên nhất lưu đã được truyền thụ hết cả là Tatsumato Nobuna, lần đầu tiên cũng phải đưa tay nắm chặt chui đau. Đây chính là thành viên của lực lượng đặc biệt đại khu gian nam sao, bên phía Takachi Meumi, tâm trạng của cô ấy hôm nay hơi tệ đôi chút. Lý do thứ nhất là vì trận chiến hôm nay đã khiến cô cảm thấy hơi nguy hiểm. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính vẫn là vì có người đã thoát khỏi sự bói toán của cô, đột nhiên xuất hiện ở gần khu vực quảng trường Giang Ninh. Khi đối phương tới gần phạm vi ba cây số xung quanh họ, cô mới nhận ra. Cảm giác này là lần đầu tiên cô có kể từ khi thức tỉnh năng lực, tranh cuộn ta cơ chi. Và chính vì cô không thể dự đoán trước được sự xuất hiện của kẻ địch ở hướng Đông Nam mà kế hoạch tác chiến của cô hôm nay đã bị trì hoãn một cách không thể lường trước được. Cuộc chạm trán giữa ba người là Tsumato Nobuna, trần tiêu tiêu bành lỵ có phần nào đó mang tính chất bất ngờ bộ ba của tổ chức thực nguyệt coi họ là thành viên của đội thiên thần nên không dám coi thường còn trần tiêu tiêu và bành lỵ lúc nhìn thấy ở đây đột nhiên xuất hiện tới ba tên thành viên tổ chức thực nguyệt trong lòng lại càng hoang mang má ơi bọn chúng không sớm không muộn sao lại chọn ngay lúc này để xuất hiện vậy chứ nếu như chúng xuất hiện sớm hơn thì ít ra trương dịch và lương duyệt hoa hoa cũng có mặt ở đây năm đấu với ba bọn họ còn có cơ hội kéo dài thời gian một chút, chờ đợi sự hỗ trợ của đội thiên thần. Nhưng mà giờ chỉ có hai người bọn họ, lấy gì để đánh với đối phương cơ chứ, trái tim của bành lị đập thình thịch, cô ta dùng thiết bị liên lạc hỏi Trần Tiêu Tiêu, bọn mình phải làm sao đây, đánh thì không đánh lại được. Có nên bỏ chạy không, không được, bình tĩnh nào, Trần Tiêu Tiêu dứt khoát bác bỏ đề xuất của cô ta. Ánh mắt của cô ta nhìn sang bên phía Tosuma Nanako và Tosumato Nobuna của đối phương. Takira Takashi là dị nhân hệ xa sử dụng đại pháo điện từ, nếu muốn bỏ chạy thì bọn họ vẫn còn cơ hội. Thế nhưng, Kamaitachi của Tetsuma Nanako lại có tốc độ đáng sợ. Tsumato Nobuna trong những hình ảnh ghi lại không có nhiều cảnh quay, chính là vì tốc độ mà hắn ta giết chết cả một đội dị nhân quá nhanh, hai người đó ở đây, nếu như bọn họ chạy trốn, chỉ càng khiến cho đối phương nhận ra sự yếu kém của bọn họ mà thôi. Như vậy thì càng không có cơ hội thoát thân nữa bình tĩnh chúng ta tìm ra tung tích của chúng rồi vậy là đã hoàn thành một phần nhiệm vụ rồi trần tiêu tiêu mở kênh liên lạc ngay lập tức sau khi suy nghĩ một hồi cô ta cũng mở kênh liên lạc của trương dịch đây là trần tiêu tiêu và bành lị chúng ta đã tìm thấy thành viên của tổ chức thực nguyệt ở hướng đông nam tổng cộng là ba tên bên tổng bộ qua máy theo dõi cũng đã phát hiện ra tình huống lúc bọn họ chạm trán nhau ánh mắt của chu chính lập tức chuyển hướng sang đó bọn hắn cuối cùng cũng xuất hiện rồi à Vậy thì bây giờ chỉ còn bốn người nữa là chưa ra mặt thôi, hắn ta hiểu rõ, với thực lực của Bành Lị và Trần Tiêu Tiêu thì chắc chắn không thể thắng được ba người này của đối phương. Cho nên hắn ta cũng mở kênh liên lạc với Trương Dịch ngay lập tức. Trương Dịch, Trần Tiêu Tiêu và Bành Lị gặp phải người của tổ chức thực nguyệt rồi. Bọn họ chống đỡ được mấy lâu đâu, ngươi phải lập tức tới hỗ trợ bọn họ ngay, mà Trương Dịch đã nhận được tin nhắn của Trần Tiêu Tiêu rồi. Khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, thản nhi nói, nhận được, ta đang tới đó rồi đây, đối phương chỉ có ba người, mà thực lực của ba người đó Trương Dịch cũng đã ước lượng rồi, hắn ta và Lương Duyệt, Hoa Hoa hoàn toàn có thể xử lý được. Bởi vậy trận chiến này, sẽ là ba đấu ba. À đúng rồi, sao lại không phải là năm đấu ba, đó là bởi vì Trương Dịch không hề cho rằng Trần Tiêu Tiêu và Bành Lị có thể giúp được ít gì to tác lắm. Cho dù có giúp được thì hắn ta cũng không muốn chia chiến công cho hai người này. Phải biết rằng, số điểm thưởng mà tổng bộ đưa ra cho mỗi thành viên của tổ chức thực nguyệt đều vô cùng hậu hĩnh đi thôi dù gì thì chúng ta cũng không cần vội quá trương dịch nhàn nhạt nói ít nhất cũng phải để trần tiêu tiêu và bành lỵ biết họ đã kiêu ngạo như thế nào vì sự tự mãn mà phải trả giá còn việc họ có chết hay không thì liên quan gì đến trương dịch chứ bản thân họ vốn chẳng thân thiết gì còn họ có chết thì trương dịch vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyến đông nam hoàn thành nhiệm vụ nằm ngoài mong đời của tổng bộ. Trần Tiêu Tiêu và Bành Lị đứng tại chỗ, duy trì trạng thái cảnh giác, nhưng không có can đảm chủ động tấn công hay bỏ chạy. Trong lòng họ vô cùng căng thẳng, chỉ mong thành viên gần nhất là trương dịch hoặc là của đội thiên thần có thể tới giải cứu họ. Nhưng người của tổ chức nguyệt thực đã nhận ra điều bất thường. Tai của Nobuna nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của hai người. Đó là tiếng tim đập vì căng thẳng quá độ. Nếu như hai người này đúng là thành viên đội đặc nhiệm của Tổng bộ Đại khu Giang Nam, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản ứng như thế. Có phải là, Tạp Ngư không? Nobuna nhìn thấy họ cảnh giác nên càng củng cố suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ cần thử một chút là biết ngay, nghĩ như vậy, người và kiếm của hắn ta đã lao ra như ti chớp. Con người ở trên không trung, kèm theo tiếng, choang, vang lên, thanh đại bác nhược trường quan như một dải lụa trắng xẹt ngang qua bầu trời trần tiêu tiêu và bành lỵ biết mình đã bị lộ họ hét lên cẩn thận hai người đã chuẩn bị chiến đấu từ sớm vì vậy dị năng cũng được kích hoạt trong chớp mắt hai bàn tay của bành lỵ xuất hiện hai luồng ánh sáng trắng kết nối vào thân người của trần tiêu tiêu năng lực của cô ấy là mục sư có thể tăng cường sức mạnh tốc độ phòng thủ cho trần tiêu tiêu đồng thời còn có thể chữa lành nhanh chóng mọi vết thương không tử vong của cô ấy còn trần tiêu tiêu thì đứng chắn trước mặt cô ấy năng lực hệ cường hóa đã gia tăng sức mạnh cho thể chất. Cô ấy dậm mạnh hai chân đã được rèn luyện hoàn hảo xuống đất, một vòng bão tuyết từ dưới chân cô ấy lan ra, nhanh chóng lan rộng theo hình tròn ra xung quanh, đồng thời, tiếng, ken, vang lên dưới đế dày dài màu trắng mà cô ấy đang mang, lưỡi đao dài bật ra. Đối mặt với một nhát kiếm đơn giản nhưng nhanh đến mức tột cùng của Nobuna, cô ấy thi triển vũ điệu chiến đấu của Brazil, dùng lưỡi đao bên chân phải đỡ lại. Tiên, lưỡi đao va chạm, Sức mạnh cực lớn đẩy thẳng Trần Tiêu Tiêu bay ra ngoài. Nhưng cô ấy đã nhẹ nhàng hạ cánh giữa không trung, sau đó nhanh chóng nhảy múa trên tuyết. Nobuna liếc nhìn xuống dưới chân mình, mặt đất đã bị đóng băng thành một sân trượt băng khổng lồ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.